Chào mừng các bạn đến với kênh Cuốn Phi. Nhìn ở đây này có rất nhiều các loại khuyên tai các kiểu khác nhau. Còn bà xì của Thiên Đa đang chọn khuyên tai. Bên này khuyên tai toàn hình bánh xe thôi. Ôi. Đôi đấy dài dài, không mua đôi dài. Chọn đôi thì ông sao này này. Ông sao đấy, đeo ông sao ấy. Mua các đôi cầu kỳ đến có lông mặt đá ra là hỏng hết. Mua ông sao, mua hình ông sao ấy. Mua ơi. Ui, đây mua hồ lô này, hồ lô này. Ê, cái này đeo vào đẹp lắm ấy. Ôi, rồi, hắn định cãi bác. Bông hoa anh chọn xấu. Đâu? Sao bên này rồi. Bông hoa mà phải lơ này. Mẹ ơi, mẹ mua một ít cái đứng như mất không. Mẹ con tập nguy hiểm mẹ. Các kiểu khác nhau. À đây là bố thấy hình ông sao đẹp nhất này. Đây, thấy ông sao là đẹp này. Không đẹp, bạn đồ chị lại quay lại cho bố rồi. Bên này là các kiểu khác nhau. Hai này này, hình này này. Bảo lô rồi. Có chọn cho chị cái đi. Xấu ỏm cái đấy, xấu đấy. An còn cúi đầu xuống mua xem. Con này. Hả? Đấy, có thích là không sao cũng bố nhỉ. Ở đây vẫn chưa thích cái nào các bạn. An chọn cho mình một cái nào đi. An ơi, hai anh chọn ông sao này, có cái này dính đây này, có viên này này. Được không? Đây các bạn ơi, các bạn thử nhìn xem bộ nào đẹp nhất nào. Đây An ơi, đôi này quá đẹp luôn. Này, wow. Xấu à. Không thích cái đôi này, lạ thật đấy. Toàn đôi đẹp mà không thích à. Được, mình sang bên kia. An chắc không chọn được rồi. An chọn đôi hình trái tim các bạn ạ. An đã chọn sang đôi hình trái tim rồi. Lấy đi, đeo thử đi. Trái tim đẹp mà, ôi đẹp. Đôi này đẹp hơn á. Đôi này á, đôi này không đẹp mấy đâu. Con thích lấy vào đấy đi, lấy nhanh. Lấy nhanh đi. Ta bố sang xem bố si chọn đôi nào đây. Đôi nào? Rồi bạn An đã chọn đôi biểu hình bông sao. Đeo thử đi. Mẹ ơi. Xem An đeo thử đôi hình bông sao lên xem này nhá. Rồi. Hải Ninh chọn được chưa? Rồi Hải Ninh chọn được một đôi những hạt kim cương đúng không? Thôi bây giờ đeo thử đi, đeo thử cho bạn với xin trước đi. Thôi Hải An không đeo nữa đi, Hải Anh không mua nữa đâu. Phải để xem bạn với xin đeo. Nếu không mua thì phải đeo thử. Đây lỗ tai vẫn còn, mẹ vừa rứt cái tăm ra mà. Rồi bạn Sanasi của chúng ta là lấy đôi bông tai hình đấy, hình ông sao rồi. Đấy. Đây là bộ mà. Đâu xem nào. Đều ơi, An chọn đồ này đẹp thế. Rồi các bạn nhìn là bạn Sanasi của chúng ta đã chọn một đôi bông tai rồi. Cũng đẹp hết đấy. Đâu thế? Qua bên này. Qua đây. Mã ông đèo thế? Bị níp lỗ tai rồi à? Đã. Níp lỗ tai. Con đang đứng vào. Được chưa? Đứng chưa? Nhìn bạn đây, qua đã nào. Ôi dồi, đeo đôi bông tai ở trông xấu hẳn ra. Rồi, được rồi. Rồi, lấy đôi đấy đúng không? Đấy, thôi đeo luôn. Thôi đeo luôn, không cần cởi ra ăn à, đi ngơi. Rồi, bạn bờ xi thì lấy đôi bông tai em. Đây, đôi bông tai hình 3 quả kim quả ngọc trai các bạn ạ. Còn An thì chọn ngay bông hoa hình bông sao. Đấy. Rồi thế thôi nhá. Hải Ninh trả tiền đi. Ủa. Rồi các bạn ơi, vậy là đã mua xong bông tai cho hai bạn nhỏ rồi. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục đi nhá. Đi thôi. Bây giờ chúng mình sẽ mua gì đấy nhỉ? Rồi. Đi nhanh. Nên chúng mình sẽ đi xem. Bây giờ sẽ mua một cái áo NATO.
Đấy, mùa rét rồi anh muốn mua một cái áo lato. Đấy, thì sau đó thì chúng ta sẽ đi mua bánh sinh nhật. Đấy, và ăn gà rán KFC tiếp các bạn.